Hey, mình xin chào bà con các bạn nha. Hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2021 thì chiều hôm nay mình tiếp tục làm video bán bò cho cái trại bò của anh Phước ở ấp Sa Nhỏ, xã Trung Đập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha bà con. Thì trại bò anh Phước thì chuyên bán các dòng bò cái xin, bò sinh sản, bò mẹ con. Thì hôm nay anh Phước cũng có về một số bò, thì bà con nào muốn mua bò nuôi sinh sản hay là bò béo gì hãy vào xem video. Nếu chưa đăng ký kênh mình hãy đăng ký kênh mình ủng hộ và sau đó tiện theo dõi những video tiếp theo nha. Thì coi mình làm dịch vụ cho rất nhiều trại bò, thì mỗi trại bò bán một giống bò khác nhau. Đôi khi trại bò này bán những giống bò bà con không thích thì bà con xem những trại khác thì bà con sẽ thích thì bà con mua ha. Bây giờ mình không làm tốn thời gian nữa, mời bà con xem bò nha. Hello, chào quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 3 tháng 10, em có vài con cái xin để báo giá đến quý cô chú anh chị. Đầu tiên là mẹ con đực xin nha chú anh chị. Bò rất là mát sữa cực kỳ nha cô chú anh chị. Bò này lứa đầu tiên nha cô chú anh chị. Đó, nó bò mẹ mát sữa thì con bò mẹ nó ít có mập lắm cô chú anh chị. Nuôi về bò này bò dòng nè cô chú anh chị, về mình cám lưới rồi vô nha cô chú anh chị. Đó. Bò mẹ cao 1m25 bò nha cô chú anh chị, Bombay nha, mẫu Bombay nha. 4 chân trụ to, 8 móng sò, chân kiền khú nha cô chú anh chị. Mặt ngắn nè cô chú anh chị thấy không? Miệng rộng nè, rất là phàm ăn nha. Mẹ con này có giá tại chuồng em là 34.500.000 nha cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị mình thấy không, bây giờ con bò con này sơ sơ cũng được 13 triệu rồi. Vậy con mẹ này có 21.500.000 này cô chú anh chị mình thấy không, nó rất là hợp lý để về của chú anh chị mình nuôi luôn ha. Đó, bò mẹ này Bombay, mẫu Bombay nha cô chú anh chị. Nó mặc ra là nó ở thùng dạo đẻ thêm con thứ hai, con thứ ba là thùng dạo của chú anh chị mình thấy hết biết luôn á. À, còn có bò đực này em cũng bán luôn cô chú anh chị, là mình mua em bán luôn nha. Con bò đực này rất tốt nha. À, con này 1m1 nha cô chú anh chị. Đó. Con này có giá tại chuồng em là 16 triệu nha cô chú anh chị. À, 4 chân trụ to, 8 món sò nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị không, mẹ con rất mát sữa nè, con uống liu. Đó. Con này thích hợp mình về mình nó thích hợp về mình nuôi của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy không, mẹ đẻ con rất mát sữa mà đẻ con tốt nữa cô chú anh chị mình thấy không. Bò mẹ phối lại Rickman nay được tháng 15 ngày nha cô chú anh chị. Tại chủ nhà người ta đẻ con đực á, giờ người ta sợ nó trở đồ con á, đẻ con cái người ta phối giống Ritma, người ta lấy giống người ta nuôi nên cô chú anh chị. Nhưng mà dịch người ta hết tiền người ta bán cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy một con mát sữa cực kỳ ha, đẻ con son mát sữa của chú mình thấy ớn không. Đó. Thì mẹ con này có giá tại chuồng em là 34.500.000 nha cô chú anh chị. Bà con giờ cũng 13 triệu à, mà mẹ 21.500.000 nha cô chú anh chị. Đó, còn đây bò đực này 16 triệu nha cô chú anh chị, 1m1 ha. Còn tiếp sau đây là có một cái HF nha cô chú anh chị, một cái F1 nha. Nè, con này cao 1m2 cứng nha cô chú anh chị, 1m21, 22 gì đó. Con này nè cô chú anh chị thấy không, lên giống nè. Đó, ràng lên giống nè cô chú anh chị, mình mua về mình bơm nha. Thì con bò này có giá tại chuồng là 24.500.000 nha cô chú anh chị. Nè, 4 chân trụ to, 8 móng sòi nha cô chú anh chị. Bò cái F1 của chú anh chị thấy không, lông nhuyễn nha, da sát mỏng bóng không, bóng ngời của chú anh chị thấy không, mình bầu cổ lãi. Cái đuôi thì to hết sức nha cô chú anh chị. Này bò F1 về mình phối kem ba bơi ha, mình phối con nào nó cũng đẻ rất là mát sữa nha cô chú anh chị. Quay chậm chậm cho cô chú anh chị mình nhìn quan sát nó dễ nha. Chú anh chị thấy bò con hay găng bò nè. Giờ mình nuôi thêm nha. 4 chân trụ, thấy 4 chân trụ to của chú anh chị thấy không? Chân to nè. Đó. Móng đẹp nha của chú anh chị. Thì hôm nay em có con bò giá củi để bán cho chú anh chị mình về mình muốn phối hay mình muốn nuôi gì cũng được nha chú anh chị. Con bò này tầm 1m2 nha, giá củi nha của chú anh chị. Do chủ nhà người ta nuôi á, người ta không có chăm sóc á, ngay cái cần cổ này nó bị quá nấm á, mà em chích thuốc ký sinh trùng nay nó hết rồi nè của chú anh chị. Đó, ta nuôi người ta không có canh được cái thời gian lên giống á, người ta không có đực á. Hiện bây giờ nó hai đôi răng mà nó bữa em nuôi ốm em về em nuôi em mập, mà nó còn ốm em chưa phối giống. Cô chú anh chị về mình nuôi á, mình canh lên giống mình phối nha. Con bò này có giá tại chuồng em là 17.500.000 nha chú anh chị. Bò giá củi nha cô chú anh chị. Đó. À, cô chú anh chị nào mình có muốn mua nuôi ha. Tại ý mình nè, cứ qua đang thui nè, chạy đuôi hết biết con chú này. Đó. Đó, ngay gần cổ có nắm cái mình chích ký sinh trùng của chú anh chị. Nó hết nè, đang long lợi chứ không phải bị viêm da nổi cục nha cô chú anh chị. Bò em là em chích ngừa viêm da nổi cục hết rồi. Đó, quay cho cô chú anh chị mình thấy luôn. 17.500.000 nha cô chú anh chị. Giá củi nha. Đó. Y giá bê cạo nha cô chú anh chị. Đó, có cô chú anh chị nào mình kiếm một cái ít tiền thì mình mua bò này ha. Về cô chú anh chị canh mười mấy bữa sau nó lên giống á, mình phối nha cô chú anh chị. Do chủ nhà người ta mới vừa nuôi á, người ta mất đi làm xí nghiệp nữa, mình đâu có biết lúc nào về hả, mình đi làm sáng đi chiều về đâu biết nó lên giống lúc nào đâu. Phối còn cô chú anh chị mình ở nhà mình chăm sóc á, mình biết lên giống lúc nào mình phối cho nó đạt hiệu quả cao nha cô chú anh chị. Rồi em xin kết thúc video từ đây, chúc cô chú anh chị mình một buổi chiều xem vui vẻ. Em xin ái kính chào ạ.